nằm trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Chiều ngày 19 tháng 10, Chi hội Phụ nữ khu phố Trưởng Bàn 2 đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ dân vũ thể thao và tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Câu lạc bộ dân vũ thể thao khu phố Trưởng Bàn 2 gồm hơn 40 thành viên. Câu lạc bộ được thành lập trên tinh thần tự nguyện tham gia của các thành viên, sinh hoạt với các nội dung như giao lưu các tiết mục dân vũ, tập một số tiết mục nhảy cơ bản, nâng cao sự hiểu biết về bộ môn dân vũ cho các thành viên. Ngoài ra, còn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và hội cấp trên, xây dựng gia đình 503 sạch, rèn luyện 4 phẩm chất của phụ nữ, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Tại lễ ra mắt, câu lạc bộ dân vũ thể thao khu phố Trưởng Bàn 2 đã biểu diễn giao lưu các tiết mục dân vũ đặc sắc, sôi động với những điệu nhảy truyền thống đặc trưng của dân vũ thể thao. Dân vũ là một trong những loại hình văn hóa văn nghệ được chị em phụ nữ yêu thích. Câu lạc bộ được thành lập xuất phát từ nhu cầu thực tế cuộc sống nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp cho chị em phụ nữ được giao lưu, trau dồi thêm những kiến thức về bộ môn khiêu vũ, thể hiện năng khiếu của bản thân. Qua đó, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại địa phương phát triển. Cũng nằm trong khuôn khổ chương trình, Chi hội Phụ nữ khu phố Trưởng Bàn 2 đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống ý nghĩa của ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang đã trở thành một trong những biểu tượng cao đẹp, phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ. Trong những năm qua, chị em phụ nữ khu phố Trưởng Bàn 2 luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, tích cực hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thi đua lập nhiều thành tích trong mọi mặt công tác, cùng hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao. Giữ vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ủy viên ban chấp hành đảng ủy thị trấn, chủ tịch